Nào, chúng ta cùng nhau làm mấy chục của bài tập này nhé. Với bài tập này thì chúng ta sẽ Rồi, với bài tập này thì chúng ta sẽ có ba mấy chục trục dọc và bốn mấy chục ngang. Bốn mấy chục ngang này và ba mấy chục dọc ABC. 1 2 3 4. Đầu tiên là chúng ta sẽ mở AutoCAD lên. Các bạn mở AutoCAD lên. Sau đó mình zoom này để cho nó chia đôi nửa ra. Các bạn dùng lệnh ZX W Enter. Xuất hiện bảng grid acid thì mục test này thì các bạn điền cho mình cái khoảng cách các đường lấy trục ngang này. Khoảng cách này của nó là 4800. 4800 x 2720 2720 x 5200 5200 depth, tức là khoảng cách của lưới trục trục dọc này 4800 x 4800. Sau đó các bạn tích vào draw acid symbol dimension để có ký hiệu của đầu trục này. Rồi các bạn nhấn OK. Sau đó các bạn chọn tỷ lệ cho mình. Ở đây mình đang tỷ lệ là 1:1000. Rồi các bạn nhấn OK cho mình. Sau đó các bạn nháy chuột vào vị trí. Ví dụ mình muốn thảo ở đây thì mình nhấn vào đây. Như vậy chúng ta đã được cái hệ lưới trục theo đúng yêu cầu của bản vẽ này. Đây các bạn đang nhìn thấy chúng ta sẽ có bốn lưới trục ngang và lưới trục dọc. Đấy, kích thước của nó là 9m6 và kích thước chiều này của nó là 12m7. Cách tạo lưới trục bằng này này rất là nhanh. Đó, các bạn thấy hay thì đăng ký kênh cho mình. Chúc các bạn làm tốt.